Thưa quý vị, bệnh vẩy nến có thể khởi phát từ giai đoạn sớm, từ 16 đến 22 tuổi, hoặc ở giai đoạn muộn, từ 50 đến 60 tuổi. Bệnh có thể kéo dài suốt đời hay bộc phát với những đợt riêng lẻ. Bệnh có biểu hiện rất đa dạng, từ mức độ nhẹ mà người bệnh không nhận biết đến mức độ nặng ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người bệnh. Gần 40 năm chung sống với bệnh vẩy nến, bệnh nhân nữ này đã trải qua hai đợt đột quỵ khiến bà không thể phát âm tròn vành rõ chữ. Cái thuốc đấy là lấy bôi đi là nó đỡ đi một tí, không ngồi được cơ mà ngồi không thể ngồi về thì ngồi xuống đây là không ngồi được. Bệnh nhân này ngứa phát ban toàn thân và da bong chóc, các khớp xương đau nhức. Bệnh nhân tìm tới các bài thuốc thầy lang, bệnh càng chuyển biến nặng. Nghe ông bảo mua cái thùng to và để ngâm thuốc vào đấy, xong ngâm 30 phút. Xong rồi để nó tắm xong rồi sấy khô đi, rồi mặc quần áo với cháu mới bôi thuốc mặc quần áo, nên là từ đó nó mới ngấm và lặng. Cả hai trường hợp trên, bệnh vẩy nến đã biến chứng nặng nề, người thì đột quỵ, người thì biến dạng xương khớp. Một số nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh vẩy nến có số lần lên cơn đau tim cao gấp 3 lần người bình thường. Tỷ lệ người cao huyết áp ở người mắc bệnh vẩy nến là 20%. Và mắc vẩy nến thể nghiêm trọng là 47%. Vì vậy, người mắc bệnh vẩy nến bị đột quỵ là biến chứng đáng lo ngại nhất, dẫn tới mất sức khỏe và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.